Sáng 17 tháng 4, Hội đồng Họ Dương quyền An Phú tổ chức Đại hội đại biểu Họ Dương lần thứ hai. Đại hội đã tổng kết hoạt động dòng tộc trong nhiệm kỳ qua và bầu Hội đồng Họ Dương quyền nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Quyện Quỹ, ông Dương Văn Bé Hai, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, đại diện Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang, các tỉnh, thành phố trên cả nước và gần 100 đại biểu về tham dự. Sau thời gian hoạt động, Hội Dương Quyện An Phú đã kết nối được 5.025 người Hội Dương đang sinh sống, làm việc trong và ngoài quyện tham gia hoạt động dòng tộc. Các hoạt động khuyến học khuyến tài tương thân tương ái, hoạt động có hiệu quả, chính xác, đúng đối tượng và kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Họ Dương Quyện đã trao 147 phần quà gạo cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức mừng thọ cho 161 cụ cao tuổi, vinh danh và tổ chức khen thưởng cho 37 giáo viên học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập hỗ trợ người dân khó khăn trong đợt dịch COVID-19. Các hoạt động trị giá trên 560 triệu đồng. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thao, Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền An Phú, đã đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí của tập thể Hội đồng Hội Dương Quyện. Mặc dù chỉ mới ra mắt thời gian gần đây, nhưng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ hoạt động của dòng tộc. Nhân đây, Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyện cũng đóng góp một số ý kiến trọng tâm cần thực hiện của Hội đồng Hội Dương Quyện thời gian tới dòng tộc họ dương tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó của các thành viên dòng tộc để giữ vững thành quả đạt được trong các phong trào hoạt động từ thiện khuyến học khuyến tài tại địa phương với một bộ máy mới tiếp tục gắn kết họ dương trong quyện trên mọi miền tổ quốc và cả họ dương ở nước ngoài để chung tay xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp hơn Đại hội Hội đồng Hội dương Quyện An Phú kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Hội đồng Hội dương khóa mới. Ông Dương Minh Sử được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027.